trả lời trước về bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Thì cái hiện tượng mà bệnh người bệnh bị ung thư vú thì thường xảy ra thêm cái bệnh ung thư buồng trứng. Đó là vì khi mà chúng ta bị ung thư vú thường là do đột biến gen. Cái gen mà bị đột biến đó là cái gen BRCA1, BRCA2. Thì cái gen này khi mà đột biến thì ung thư buồng trứng nó cũng bị đột biến cái gen này. Thì khi mà tế bào ở buồng trứng của chúng ta bị đột biến cái gen này thì nó sẽ có nguy cơ cao hơn trở nên ung thư. Thì giống như là cái gen này nó ảnh hưởng trên tế bào ung thư vú rồi thì cái tế bào của ở buồng trứng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tương tự như vậy. Nó là cái nguy cơ chung của hai loại ung thư này. Do vậy nó có cái mối liên hệ như vậy. Khi mà bạn bị ung thư vú thì các bạn cũng nên cẩn thận hơn, có khả năng các bạn bị ung thư buồng trứng. Thì cái đột biến của cái gen gây ung thư vú này thì người ta nghiên cứu và người ta cho thấy đó là nó có khả năng di truyền nha các bạn. Và cái giả sử trong cái gia phả của các bạn, trong gia đình của các bạn, nếu mà có nhiều người bị ung thư vú liên tục xảy ra ở nhiều thế hệ và nhiều người trong gia phả của các bạn, thì các bạn nên đặt câu hỏi đó là liệu trong gia đình của mình có bị đột biến gen này hay không. Thì cái hiện tượng mà đột biến gen dẫn đến ung thư nó cũng xảy ra có tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 5% hoặc dưới đó thôi. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra quá thường xuyên trong gia đình của mình thì mình cũng nên đặt câu hỏi và mình sẽ đi đến những cái cơ sở y tế chuyên môn để họ sẽ giúp mình làm những cái xét nghiệm để xác định coi mình thật sự có bị đột biến những cái gen đó hay không. Vậy đột biến những cái gen đó cũng không có thể nói rằng các bạn sẽ chắc chắn bị ung thư, nhưng mà cái nguy cơ bị ung thư của các bạn sẽ cao hơn. Và các bạn nên hiểu rõ cái điều đó để mình sẽ có những cái bước chuẩn bị, những cái tinh thần chuẩn bị, những cái mình phải có những cái lối sống lành mạnh hơn, cẩn thận hơn để mình giảm thiểu cái nguy cơ đó. Và mình đến đây mình trả lời thêm cái phần tiếp theo về cái hiện tượng ung thư gan phải không em? Cái hiện tượng ung thư gan thì bạn đã nói rằng cái trong gia đình của các bạn thấy là nhiều người bị ung thư gan quá. Thư gan rồi sơ gan, viêm gan, dạ. Thì bệnh ung thư gan và cái bệnh sơ gan thì thường là cái nguyên nhân đó là do thói quen uống rượu nhiều, và ngoài ra đó là do bị nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C. Thì cái virus này nó sau khi nó nhiễm thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng đó là viêm gan, và cái hiện tượng viêm gan lâu dài đó thể nó sẽ gây nên cái tình trạng nó ung thư. Nhiều nghiên cứu người ta cho thấy rằng là trong gia đình nếu mà đã có người bệnh ung thư gan rồi đó thì nó sẽ có thể tăng khoảng 5% cái nguy cơ ung thư cho những cái người khác ở trong gia đình luôn. Thì cho đến nay đó thì ngoài cái mối liên hệ đó là ăn uống, giả sử như cái việc ăn uống chung này nọ nó cũng sẽ dễ lây lan cái virus viêm gan B, viêm gan C. Thì người ta cũng thấy là một số gia đình không có cái sự hiện diện của cái những cái bệnh về virus này, tuy nhiên cũng có cái hiện tượng tăng lên nguy cơ tăng lên trong gia đình khi mà có người bị ung thư gan. Thì điều này người ta vẫn đang nghiên cứu tiếp, và người ta cũng nghi ngờ rằng có thể cái môi trường sống chung của cái gia đình đó có thể ảnh hưởng cho cái bệnh ung thư gan nữa, chứ không ngoại trừ là cái virus. Tuy nhiên, và người ta cho thấy rằng cái việc lây nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C đó là một cái nguyên nhân rất đáng lo ngại trong cái việc tăng nguy cơ ung thư gan. Do vậy, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên tiêm phòng cái vaccine phòng chống cái bệnh ung thư gan B, hiện giờ rất là phổ biến.